no nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật à, kính thưa à, chư quý vị và chư đồng đạo à, thân kính thì à, tiếp theo đây là đến cái kỳ à, thứ năm mà chúng ta sẽ tiếp tục mà tìm hiểu ý nghĩa qua cái bài Lời phim Môn đạo Tức tám điều đang cấm thì à, đã trải qua bốn cái kỳ à, chúng tôi cũng lần lượt trình bày được hết 7 điều đang cấm thì đến cái à, điều cuối cùng điều thứ 8 và cũng như có cái phần tổng luận với bốn câu kệ sau cùng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trình bày qua cái điều này thì cũng mong rằng quý đồng đạo cũng cố gắng để chúng ta theo dõi để mình có một cái sự hiểu căn bản về với luật của đạo để chúng ta cố gắng hành theo để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được Bồ Tát hạnh. Chẳng những vậy mà điều độ cấm thứ 8 này Đức thầy còn đưa chúng ta đến chỗ thượng thừa. À, tức là ngoài cái việc là tức là à, ngu sa tức là đại thừa là xe trâu rồi đến là tức là ngoài việc ngu sa thì đến à, lọc sa tức là xe nai và đến à, vương sa là xe dê thì bên cạnh ba ba cái xe ba cổ xe của tiểu thừa à, tức là xe dê trung thừa là xe nai đại thừa là xe xe trâu thì bên cạnh đó điện cấm thứ 8 này Đức Thầy còn dạy chúng ta đi đến cái chỗ gọi là Bạch Đại Ngu Sa Đạt cái chỗ Thượng Thừa Tức là một con con trâu xe trâu lớn Có trang bị đầy đủ để đưa chúng ta thành Phật Thì điều đăng cấm thứ 8 có khả năng Nếu chúng ta thực hiện theo mình sẽ được thành Phật Thì chúng tôi cùng với vị chúng ta sẽ tìm hiểu Thì có hiểu được điều đó Thì mình mới có một cái đức tin Nên là dạy Đức Thầy Dù rằng một cái giáo thuyết Phật tu nhân Nhưng mà nếu hành giả thực hiện thì chúng ta sẽ hoàn thành nhân đạo đi trước và sau đó thì chúng ta sẽ thăng qua vào Bồ Tát Hạnh chẳng như vậy mà còn đi đến Đại Thừa đến Bạch Đại Ngu Sa để chúng ta đắc được quả gì cho năng chánh giác hoàn toàn thành Phật thì đấy là chúng tôi cũng xin giới thiệu trước như vậy thì trở lại qua điều trang cấm thứ 8 chánh văn đức thầy dạy tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giới chúng sanh. Và thêm đoạn cuối thầy dạy là tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc đảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. À, thì đó là nguyên văn của điện âm thứ 8. Và cuối cùng thì thầy còn phụ thêm bốn cái uh, câu thi đó là đạo pháp thường hay dung giấy quà xét người cho tột xét thân ta nếu người rõ phận vui lòng thứ ta thứ được người người thứ ta vậy thì qua điều đang cấm thứ 8 này cũng như cái phần phụ đề và có bốn câu kệ sau cùng thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều ý mà mình phải trình bày trong cái kỳ cuối cùng kỳ thứ năm của năm kỳ của tám điều đăng cấm thì cũng mong quý vị cũng cố gắng lắng nghe thì chúng tôi sẽ đi vào trình bày tuần tự thì điều này thầy dùng cái từ là tóm tắt Tóm tắt nghĩa là kết luận là đúc kết vấn đề, tức là từ điều thứ nhất đến điều thứ bảy, Đức Thầy nói cũng khá nhiều từ tu nhân đi vào đến cánh cửa học Phật để chúng ta có được tránh chỉ kiến. Và cuối cùng Đức Thầy tóm lại đúc kết lại vấn đề. Thì cái sự đúc kết vấn đề này Đức Thầy rõ ràng muốn trang bị chúng ta một cái tâm từ bi là Phật. Cho nên Ngài mới xác định là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thì các khái niệm này thì xin kính thưa quý vị nó có sự và nó có lý vậy thì sự chúng ta phải có một cái tình thương rộng lớn trong cái cuộc sống hàng ngày ngoài tình đồng đạo ra thì mình còn ứng xử với xã hội những người xung quanh sớm chồng quen thuộc đồng bào rồi luôn cả nhân loại thì nhất nhất chúng ta phải có một cái tình thương mà phải nó phải nói rõ tình thương này là tình thương của Phật á giống như là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử Phật yêu chúng sanh thương chúng sanh như mẹ với con còn ở đây thì Thầy dạy chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha Vậy thì một cha ở đây Ý muốn nói là thuộc về lý Rồi có người là hỏi chúng tôi rằng Ủa thầy dạy thương yêu lẫn nhau như con một cha Vậy thì cứ hỏi nhau được không Thì như vậy thì chúng ta chấp ở sự hoán vậy Không hoán vậy Nhưng mà đạt ý ở đây là có nghĩa là Mình phải nghĩ rằng đó, Tất cả chúng ta đều là chung một cha Đều chung một mẹ Là vì lý đạo á Thí dụ một cái người kia xa lạ Nhưng mình mình phải thương người kia mình phải coi người kia giống như anh em ruột thịt của mình vậy đó thí dụ cái người nào lớn tuổi hơn mình đáng tuổi ông bà của mình thì mình xem người đó trong tư tưởng của mình trong tư duy của mình xem người đó như ông nội bà nội mình ông ngoại bà ngoại mình cái người nào cỡ tuổi cha mẹ mình thì ngoài cái việc mình gọi chú gọi bác để tiện bề xưng hô nhưng trong cái nguồn tư tưởng của mình thì mình phải lúc nào cũng xem người đó như ông như cha mẹ của mình rồi cái người ngang tuổi với mình thì giàu rằng mình gọi tên Mình gọi anh gọi em Nhưng mà thật chất ra trong cái nguồn tư tưởng của mình Thì mình phải coi người đó giống như anh em ruột thịt của mình Cùng máu mũ với mình Rồi cái người nhỏ hơn mình Đáng con cháu mình Thì mình cũng phải xem người đó như con ruột Như con đẻ của mình Thì đó đói là chúng ta đã làm được vấn đề gọi là Tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha Bởi vì suy cho cùng Tất cả chúng ta vốn tức là vốn dĩ là một cha nếu nói về tình dân tộc thì chúng ta nói gọn lại ở trong đất nước Việt Nam này rõ ràng chúng ta là một cha chứ còn gì nữa quý vị cha chúng ta là lạc Đông quân mẹ chúng ta là Âu Cơ một cái uh, tương truyền là một cái uh, nợ bà Lạc Đông Quân bà Âu Cơ bà sinh là một cái bọc có trăm trứng có trăm người con thì đây là anh em một cha nè mà chúng ta lại có một cái ngày vỗ chung của cha chúng ta tức là ngày vỗ tổ Hùng Dương mùng 10 tháng 3 tức là làng gần với những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau mà đức thầy đã giải rất rõ còn mà nếu nó xa hơn tình nhân lỗi thì cũng là một cha Tất cả chúng ta là một cha mà. Mà trong cái bài uh, thu đã cuối thì rất rõ. Thầy dạy rất là rõ. Đó. Nở đâu lại dài bừa đồng lỗi. Tại sao không dài bừa? Bởi vì cũng gốc Ngài Thượng Đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật cho gần Phật tiên. Rồi Đức Thầy mới dạy thêm là thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân đó. Mà bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về có Phật là thân của trần. Như vậy thì nếu xét về cái tính chất lời Đức Thầy giới thiệu cho nên là giống xưa tiên cảnh tuyệt vời mà nay lạc mất là, là đạo đệ nhút nhơ nè. Như vậy thì dân ta giống giống tiên bang chứ không có giống ngũ ngang hung sùng. Vậy thì cái gốc của chúng ta nó tốt lành như vậy đó. Nhưng mà vì mình bởi lớn lên tập diễm lễ danh cho nên mình bị mất gốc. Mất gốc. Chính vì mất cái gốc này. Vì vậy Đức Thầy hôm nay ra đời mở đạo Đức Thầy mới kêu gọi chúng ta trở về cái gốc. Đừng chi lìa bắt tổ Nam Tông chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ trở về cái gốc cho nên thương yêu lẫn nhau như con một cha cái khái niệm này không có lạ lẫm mà nếu nói về trở về tinh thần dân tộc thì chúng ta vốn dĩ là một gốc cha chúng ta là lạc long quân mẹ chúng ta là Âu okay. Cơ nếu nói về cái tình đồng loài, cái tình đồng loại cái tình là là là, là, là nhân loại thì chúng ta là gốc ngài thượng đế xuống trận mà tại vì chúng ta bị vô minh bị xã hội chi phối cho nên mình mới có một cái sự chia rẽ như vậy Chứ kỳ thật ra thì tất cả chúng ta Có một góc của yeah. gia Thì đó là chúng ta hiểu về một cái à, cái Tinh thần, phải nói là tinh thần chung Mà nói đến đây thì rất là nhiều người biết Rồi cái thứ hai, một góc nữa là trởi tinh thần Phật giáo Thì vốn dĩ Tất cả chúng ta là một góc Một góc gì? Tức là đều là Có chủng tử Phật Tuần xưa kia sắp đạt đã lâu phải Chuyển xe cho đất một bầu đặng lừa lọc Con tiên cháu Phật Tất cả chúng ta là con tiên cháu Phật Có một góc cho nên Đức Thầy mới dạy là các chúng sanh đều có như ta Bị vô minh vọng tưởng vậy tà Nên quay lộn ta bà cõi khổ Thì phải nói rõ rằng tất cả chúng ta có một gốc Cho nên hôm nay Đức Thầy kêu chúng ta trở lại Trở lại thương yêu nhau như con một cha Cha chúng ta là Phật Chúng ta có chủng tử Phật Người này có chủng tử Phật Người kia có chủng tử Phật Người đời có chủng tử Phật Người đảo có chủng tử Phật Người các nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ Nếu chung đồng là con người với nhau Đồng là chúng sanh với nhau Thì đều có một cái chủng tử Phật mà thầy xác định là các chúng sanh đều có như ta cho nên chúng ta vốn dĩ là một cha cha chúng ta là đức phật a di đà cha chúng ta là liên hoa cũ phẩm cha chúng ta là chính phẩm ở tòa sen ở bên thế giới a di đà thế giới cực lạc đó là một cha chúng ta như vậy thì đấy là chúng tôi nói về cái nguyên do mà đức thầy dạy chúng ta phải thương yêu nhau như con một cha như vậy thì hôm nay khi hiểu được các cái nguyên do này đời cũng vậy đạo cũng vậy tính dân tộc cũng vậy tính nhân loại cũng vậy và tính tôn giáo cũng vậy thì vốn dĩ chúng ta trở về một giống như câu là nhất bản tán dạng thù thì lúc này lúc này là dạng thù quy nhất bổn, vì chúng ta không hiểu cho nên từ một góc này nó sinh ra rất là nhiều nhánh cho nên khi chúng ta hiểu rồi khi chúng ta học phật rồi khi chúng ta thực hiện theo là đức thầy rồi thì chúng ta gom lại tất cả trở về một gọi là tức là dạng thù quy nhất bổn cái này là cái đức thầy dạy chúng ta ở chỗ dạng thù quy nhất bổn kính thưa đồng đạo cho nên khi hiểu được vấn đề này rồi Mà nếu như giờ này Mình còn có một sự chia rẽ Một cái sự rạn nứt Giữa trong cái tình đồng loại Giữa trong cái tình đồng bào Và trong cái tình đồng đạo Thì chúng ta phạm với luật rồi Và hơn thế nữa Nếu như một con người có tính ích kỷ Nhỏ mọn có cái bản ngã Có một cái sự chia rẽ Thì xin thưa rằng là chúng ta không dìu dắt ai được cả Bởi vì mình có thương người ta hết lòng thương yêu người ta giúp đỡ người ta coi người ta như con cháu như anh em như, như, là cha mẹ như ông bà thì từ ở đó thì chúng ta mới có được một cái thiện cảm khi mình có một cái thiện cảm trong cách ứng xử rồi thì người ta mới ứng cho nên người ta mới mới có thể có khả năng để dìu dắt người ta vào cái con đường giác ngộ giải thoát còn nếu như mà chúng ta lại chê ông a ghét ông b gây cái sự thù quán thù hiềm người này dẫn người kia thì xin thưa rằng mãi mãi thì chúng ta không bao giờ dìu dắt họ được và cũng được được mà trái lại còn gây một cái sự thù oán có nghĩa là mình không có thể tạo được một cái thiện duyên thì không có một cái thiện duyên thì gần như thì chúng ta ở đây hoài Phật cũng phải ở đây hoài để tiếp tục à, để cứu độ vì vậy cho nên trở lại hôm nay à, trong giáo lý Đức thầy là nãy giờ chúng ta nói hoa rộng mình thúc lại trong lý Đức thầy thì ở trong một tinh thần đoàn kết này Đức thầy giải rất nhiều nào là cả kêu lớn nhỏ đại huynh à, từ nay nhấn nại à, nhấn nại trong kinh làm chi hay hoặc là à, tức là chớ chưa đẻ vào đồng tâm lực đó, Ở khu dòng dài bản thức bốn phương thì Đức thầy đã giải rất rõ. Ngài luôn kêu gọi à, chúng ta đoàn kết. Như vậy thì nếu mà nói xa hơn cái tình dân tộc, cái tình nhân loại, cái tình đồng bào thì nhiều khi rồi chúng ta hụt hẫng. Tuy nhiên trong cái tình đồng đạo ít nhiều gì. Trong cái tình đồng đạo anh em với nhau chúng ta phải trở về một cái gì. Bởi vì ngày giờ này nếu mà chúng ta thấy lại trong đạo của mình nội bộ đạo chúng ta thì tín đồ không đông lắm. Ở trên dưới khoảng 5 7 triệu thôi. Nhưng mà có chỉ có 5 7 triệu là một gần như chúng ta nói gọn mà nói về theo mình so bị các tôn giáo khác đó thì chúng ta chỉ là một nhóm thôi, 5 7 triệu người. Nhưng rất tiếc thì ở trong nhóm này thì lại bắt đồng nhiều quá. Đúng với câu mà thầy dạy là cũng bung thì lại phải bung. Rồi lại chia phe, lại chia nhóm à, cho nên thì cái sự nhận hiểu nó không đồng với nhau. Cho nên thì cũng là tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, cũng một giáo lý, cũng một thầy, À, tuy nhiên thì do cái bản ngã thì nhiều khi rồi chúng ta lại à, chia phe chia phía thì không ngờ khi chúng ta làm các cái điều đó thì à, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Thầy sẽ rất là đau lòng xót giả Cho nên Đức Thầy chúng ta sẽ rất mừng khi thấy được trong nội bộ đạo chúng ta đoàn kết thương yêu với nhau à, Đúng với câu là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết à, Phí sát phàm mê mệt đau nài à, Băng rừng giải khóa góc gai đưa người lương thiện đến nay à, đến ngay Niết Bàn thì nếu như mà chúng ta có được cái sự đoàn kết, không có phân biệt thì xin thưa rằng Đức Tôn sư chúng ta rất là vui. Cho nên thì giờ này thì chúng tôi muốn nói vấn đề này để cho đồng đạo chúng ta trở về với một à, tất cả chúng ta là tín đồ Đức Thầy thì mình phải không có ranh giới. Mình xóa bỏ hết các ranh giới, chúng ta đừng có gì một sự thù hiềm một cách nhìn bản ngã lại cho rằng là cái nhóm này theo bên đây, nhóm nọ theo bên kia rồi có một cái sự À, hiểu nó không đồng nhất với nhau, thì nếu chúng ta làm các điều đó thì có những cái tính chất là chia rẽ, những cái à, tư tưởng à, chia phái như vậy, chia nhóm như vậy thì mai mốt mà thầy trở về thì chúng ta sẽ là cái người chịu tội bởi vì mình là cái người phải nói rõ là à, không chịu dắt đồng đạo mình à, mà lại lại có những cái à, tính chất là chia rẽ như vậy, à, lại có những cái sự nhìn nhận không đúng như vậy thì chúng ta là cái người tội à, trong quá trình tu hành của mình mà nếu chúng ta không thực hiện trọn vẹn thì rất là uổng đó, đúng với câu là làm chẳng trọn uổng thay một kiếp đó, à, cho nên thì mình cũng phải cố gắng. thì chúng tôi chỉ nói gọn vậy thôi, đồng đạo cũng hiểu rồi. cho nên đức thầy mới dạy là từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn cho báo ngọc ngài giàu sang. cho nên dù ở góc độ nào thì chúng ta cũng phải hết sức là cố gắng đoàn kết là đầu tiên, trước tiên nhất để chúng ta thực hiện đúng theo bốn chữ Phật giáo hòa hảo đạo chúng ta Phật dạy hòa thuận và dạ, tốt đẹp. cho nên ở một cái thời gian nào ở một cái hoàn cảnh nào, ở một cái trình độ nào, thì tôi tin chắc rằng hòa hảo, tức là phải đoàn kết, phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, là đầu tiên nhất trong cuộc đời hành đạo chúng ta. Mà nếu như điều này mà chúng ta làm không xong, điều này chúng ta làm không thông qua được, thì trong cuộc đời tu của mình thì theo tôi nghĩ rằng không đạt kết quả, kết thưa đồng đạo nhất định là không đạt kết quả. À, cho nên thì để đạt kết quả viên mãn, à, để trở thành một tín đồ trung kiên của thầy tổ, thì đây là yếu tố đầu tiên nhất mà chúng ta phải cố gắng thực hiện à, tức là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha tức là không có phân biệt nhân ngã xóa bỏ hết các ranh giới xóa bỏ hết những cái nhận thức lệch lạc để chúng ta trở về với một thì có như vậy thì chúng ta mới phát triển về đạo tâm phát triển về tôn giáo phát triển về nhân sự và chúng ta phát triển về cái mức độ truyền đạo đúng với cái bài hoài bảo ước mơ của đức thầy đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng đưa nhân loại điều dòng hạnh phúc còn nếu như chúng ta còn một cái sự chia rẽ cái sự hiềm thù một cái nhìn nhận biên kiến một cái bản ngã thì biết bao giờ đạo chúng ta mới khắp đại đồng biết bao giờ mà chúng ta mới là 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 là, là, là thực hiện được cái hoài bảo ước mơ của đức thầy à, trong khi đó mình ở đây còn chia rẽ như vậy thì tôi tin chắc rằng à, chúng ta con đường tu mình không đạt kết quả cho nên đồng đạo cũng phải hết sức là cố gắng à, đây là điều rất là quan trọng là then chốt nhất trong đời tu chúng ta thì đó là ý thứ nhất trong tư thần đồng kết ý thứ hai nữa thầy dạy là nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng À, thì đây bắt đầu muốn nói đến ở pháp môn tu à, đồng đạo chúng ta phải cố gắng giữ cho được trọn lành à, trọn sáng à, thế nào là trọn lành vậy thì trọn lành có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành các cái điều lành gọi là trọn lành vậy thì thế nào là hoàn thành các điều lành nếu như hàng ngày chúng ta làm hết tất cả các công tác từ thiện à, cúng lại niệm phật như vậy thì có trọn lành hay không thì à, xin thưa rằng nếu như chúng ta làm hết các công tác thiện nguyện ở bên ngoài thì đây là một phần của trọn lành à, khi đạt ở chỗ gọi là thân lành khẩu lành tâm lành thì nếu kết hợp thêm ba cái điều này nữa cộng thêm cái hành động lành hành động thiện nguyện thì mới gọi là trọn lành vậy thì theo cái hiểu chúng tôi đó muốn đạt được trọn lành thì đồng đạo cái quan trọng nhất là chúng ta phải quay về chính mình để tìm lại 10 cái điều ác mà thân thì sinh ba điều ác là sát sanh đạo tặc tài dâm khẩu thì sinh bốn điều ác lưỡng thiệt ỉ ngôn bất khẩu vọng ngữ ý thì sanh ba điều ác là tham lam sang, nộ mê si vậy thì nếu như chúng ta còn 10 điều ác này thì xin thưa chúng ta chưa chọn lành bởi vì khi mình còn quá nhiều ác cái cái thân mình nó chưa có trọn vẹn hành động lời nói tư tưởng của mình nó còn những điều xấu ác thì mọi cái hành động bên ngoài của mình mọi công tác thiện nguyện bên ngoài mọi việc làm từ thiện của mình mọi công năng hành đạo của mình nó không đạt kết quả bởi vì cái nền tảng cái nền móng mà chúng ta chưa làm xong thì các vấn đề khác thì xin thưa chúng ta không trọn vẹn cho nên muốn đạt ở chỗ trọn lành thì xin nhắc lại ngoài cái việc chúng ta tu phước, ngoài cái việc chúng ta thực hiện đúng lời đức thầy, đó là làm hết các việc từ thiện, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải tịnh được tam nghiệp. Bởi vì đây là cái rốt ráo, cái căn bản của đời tu mà đức thầy đã khẳng định là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về có Phật. Mà nếu như chúng ta không tịnh được tam nghiệp, chúng ta cũng đừng mong về có Phật. À, cho nên thì đây là con đường gần như cái mốc mặt sau cùng mà một bước nữa chúng ta được thăng hoa. Về cái cõi cực lạc, chính vì lý do đó thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải hết sức là cố gắng để rồi mình đạt ở chỗ trọn lành, tức là hoàn toàn các điều lành, mà cái quan trọng là thân lành, khẩu lành và ý lành, đó mới là cái điều chúng ta đáng bạc. Và cái ý thứ hai ở trong phần thứ hai này là trọn sáng. Trọn sáng ở đây là phải nói đạt là cái trí huệ viên mãn là trọn sáng, phải nói gọn. Vậy thì muốn đạt được trí huệ viên mãn, đã ở chỗ trọn sáng, đây là cái phần huệ trọn lành ở nãy là cái phần phước vậy thì ở đây đức thầy muốn đưa ra cái hai cái chương trình tu hành gọi là phước Vệ sống tu để đưa chúng ta đến chỗ đồng đăng biển ngạn vậy thì làm thế nào để được trọn sáng thì ở đây chúng tôi cũng xin đưa ra một số vấn đề cái thứ nhất muốn trọn sáng thì chúng ta phải học hành đạo phải công phu phải ăn chay phải niệm phật phải cúng lại nhưng mà cái quan trọng phải giữ giới luật tức là chúng ta phải gìn giữ giới luật có giữ giới luật rồi có ngăn chặn các cái uh, À, tức là các cái lượng sóng trần rồi thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới sáng được còn nếu như hành giả không giữ gìn giới luật thì à, dầu rằng chúng ta có làm gì đi nhiều đi chăng nữa nhưng mà lúc nào sóng tâm chúng ta nó cũng dạt vào à, từng cái cơn sóng dữ khi chúng ta ô nhiễm với bên ngoài khi lục căng tiếp xúc lục trần mà chúng ta không giữ gìn để nó ô nhiễm phạm à, vào giới luật thì tôi tin chắc rằng là chúng ta không chọn sáng vậy thì yếu tố đầu tiên muốn nói đạt cái chỗ chọn sáng là chúng ta phải gìn giới luật đúng với câu mà thầy dạy là cần nhất ở chỗ giữ lực hàng ngày hay hoặc là chi cho bạn ta sớm lo toan gìn với lực nghe kinh trọng phật đó thì đây là vấn đề yếu tố quan trọng và cái quan trọng tiếp theo muốn đạt ở chỗ trọn sáng thì hành giả cần phải niệm phật đây là một cái phương pháp dễ thực hiện nhất mà đạt ở cái chỗ trí huệ phát khai nhanh nhất nếu chúng ta niệm phật bởi vì khi mà tâm chúng ta niệm phật rồi thì gần như mình không còn nhớ nghĩ đến vọng niệm chúng sanh Tâm chúng ta niệm Phật rồi thì giống như mình thắp lên cái căn nhà tối một cái ngọn đèn. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều thì cái căn nhà này, à, niệm Phật ít thì căn nhà này thắp được cái một ngọn đèn dầu, một cái ngọn nến. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều thì mình thắp được nhiều ngọn nến. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều nữa đã chủ nhất tâm Bắc loạn thì mình thắp được cái ngọn đèn gọi là ngọn đèn nhiệt nguyệt. À, cho nên thì do đó cho nên sự niệm Phật theo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mà đạt ở lý đạo thì hôm nay chúng ta niệm Phật mình sẽ được sáng tâm muốn đạt ở chỗ gọi là lòng trong thánh kệ tình bê lội muốn đạt ở chỗ gọi là xà giả dạ, sạch Phật kinh ý luyện bay thì hành giả không thể nào thiếu niệm Phật của vậy cho nên đức thầy mới dạy là cư gia tịnh độ tâm viên mãn thì rõ ràng ở chỗ này tâm viên mãn là tâm trọn sáng như chúng tôi vừa giới thiệu đây vậy thì người tín đồ tại gia cư sĩ như tôi và quý vị mà nếu chúng ta cố gắng à, lục tự trì tâm là phương pháp cố gắng là đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải đáng lo lường kim chỉ từ đây thì tôi tin chắc rằng khi mà chúng ta niệm đến chỗ như tâm bất loạn, niệm Phật đến chỗ bán lại thanh tịnh thì lúc bây giờ chúng ta đạt ở chỗ trọn sáng. Đây là cái ý thứ hai. Vậy thì khi đạt cái chỗ trọn lành, ở chỗ trọn sáng thì nếu gọn lại hai vấn đề này nghĩa là tâm chúng ta chuyên trì niệm Phật là trong tâm, bên ngoài chúng ta giữ thân khẩu ý cho trong sạch gọi là tỉnh được tam nghiệp thì hai yếu tố này kết hợp thì À, tức là vừa trọn lành vừa trọn sáng đi đối với nhau và khi đã cái chỗ trọn lành trọn sáng thì đương nhiên à, chúng ta sẽ được đi lên à, lúc bây giờ mình phải nói rõ là hoàn toàn rồi mình trở về với ông ông, ông à, với cha cũ của mình à, tức là trở về với cũ phẩm liên qua cho nên thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được về nơi cõi tây phương an dưỡng thì về nơi cõi tây phương an dưỡng là chúng ta được liên qua quá thân à, chúng ta được thần thức nhập thai sang tinh hảo chúng ta sẽ được là liên qua cũ phẩm À, chúng ta sẽ nhập vào củ phẩm liên qua ở ở nơi ao sen thất bảo đức phật a di đà thì đến đây phải nói rõ là cái cái sự tu hành chúng ta gần như đạt đến đích rồi đến mục đích để giải thoát rồi đáng lẽ ra ở địa đống cấm thứ 8 này khi về nơi cõi tây phương an dưỡng thì gần như đến đây là đã hoàn mãn bởi vì về cực lạc mới là hết khổ tới đây là chúng ta không còn khổ nữa không có còn sanh tử luân hồi nữa tức là không có còn là chuyển luân trong nhân vật các loài nữa đến đây chúng ta không già không bệnh hết ngày nào lo À, tuy nhiên đạo của chúng ta thì phải nói đạt ở chỗ bồ tát hạnh đạt ở chỗ thượng thừa tức là ngoài đại thừa ngoài ngu xa ra tức là ngoài cái xe con xe trâu ra chúng ta còn đạt đến đại bạch ngu xa cho nên đức thầy mới dạy là học đạo cho hoàn toàn vậy thì học đây là khi về cực lạc chúng ta học à học với đức phật a di đà học với các vị bồ tát gọi là học đạo cho hoàn toàn và khi chúng ta học đạo cho hoàn toàn là học bồ tát hạnh để rồi mình uh, trở lại với giấc chúng sanh thì cái mốc quan trọng muốn nói ở đây là chúng ta trở lại của giấc chúng sanh khi trở lại của giấc chúng sanh gọi là bồ tát là nhất sanh bổ xứ tức là lúc bây giờ khi trở lại chúng ta đã là hành bồ tát rồi khi về cực lạc khi mà chúng ta được nở ra từ cái ao sen thất bảo thì chúng ta hàng ngày nghe đức phật nghe các chư vị bồ tát thuyết pháp cho chúng ta nghe thì lúc này gọi là học đạo và hoàn toàn là chúng ta đắc được bồ tát hạnh ở tại đây vì nên nhớ học đạo cho hoàn toàn là chúng ta học bộ tắc hạnh đắc được bộ tắc hạnh ở tại đây. Và khi đắc được bộ tắc hạnh ở tại đây thì chúng ta lúc bây giờ mới nhứt sanh bổ xứ, tức là mới sinh lại ở cõi đời này một lần. Nhứt sanh bổ xứ. Và khi sanh ở cõi đời này một lần thì lúc bây giờ chúng ta bắt làm cái công tác phải nói rõ là độ đời. Giống Đức Thầy chúng ta đó thì ngài rơi vào chỗ nhứt sanh bổ xứ. Và khi mà chúng ta trở lại đây cứu giấc chúng sanh. Cứu giấc xong rồi làm gì đây? Thì Đức Thầy dạy chỗ là đặng trả lại cứu giấc chúng sanh thì khi mà chúng ta làm xong nhiệm vụ cứu giấc chúng sanh thì chúng ta đạt ở chỗ gọi là đại bạch ngũ sa thành phật rồi lúc này chúng ta thành phật bởi vì đến đây là hành giả đạt ở chỗ gọi là à, tức là giác hạnh viên mãn tự giác tức là chúng ta học đạo cho hoàn toàn là tự giác trở lại cứu giới chúng sanh gọi là giác tha thì khi cứu giới chúng sanh xong thì lúc giờ chúng ta đắc quả như lai gọi là tam giác đến chỗ giác hạnh viên mãn hoàn toàn thành phật Vậy thì ở cái khúc đoạn cuối cùng của điều cấm thứ 8 này thì mình thấy rõ Đức Thầy dạy chúng ta hoàn toàn tức là chúng ta sẽ thành Phật hoàn toàn chúng ta đắc được quả vị thành Phật như tôi giới thiệu kinh thường đạo thì nó không hết Vậy thì ở điều cấm thứ 8 đúc kết lại vấn đề nếu hành giả thực hiện đúng theo cái chương trình học Phật tu nhân mà Đức Thầy đã dạy ở 8 điều đoạn cấm thì ở đây là cái điều cuối cùng thì chúng ta sẽ hoàn toàn đắc được cái quả vị giải thoát hoàn toàn chúng ta thành Phật gần như không có còn nói khác nữa, nữa thì đây là hoàn toàn chúng ta thành Phật và đồng thời bên cạnh tám điều đoán cắm xong thì Đức thầy còn viết thêm các phần phụ đề à, tức là à, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật thì Đức thầy nói chung tức là không riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo mà Đức thầy đang nói chung những cái người tu theo đạo Phật đều là đều là tức là phải thực hiện cái 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 cái, cái ý này à, tức là tất cả tính, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng và giữ gìn không quá nước nhà để giữ những tục lệ chân chánh bỏ tất cả những sự dị đoan về tính thái quá mà làm cho đạo đức xì đòi vậy thì yếu tố đây đức thầy đặt ra là chúng ta nên thường coi kẻ giả khi vào đầu tám điều đoan cấm thầy dạy là khi đã coi giảng thì kết thúc điều đoan cấm thứ tám thầy còn thầy căn dặn chúng ta là lúc trên điệp thường coi kẻ giảng đầu cũng coi giảng mà cuối cũng coi giảng cho nên thì hảo nào ở các cái uh, chương trình thuyết giảng ở các cái diễn đàn À, chúng tôi làm nhiệm vụ thì chúng tôi luôn luôn à, kêu gọi khuyên lên đồng đạo phải coi giảng bởi vì nếu như chúng ta không coi giảng là chúng ta phạm giới luật rồi chưa phải là tín đồ tín đồ đạo phật giáo hòa hảo mà chúng ta không coi giảng không nghe lời đức thầy à, không tìm hiểu lời đức thầy không nghe thuyết giảng thuyết trình thì chúng ta phạm giới luật rồi cái đồng đạo bởi vì không coi giảng chúng ta biết đâu mà làm à, cho nên thì đến đã đáng lẽ ra ở điều nó cấm thứ 8 đến cái đích sau cùng là trở lại cứu vớt chúng sanh là xong nhưng Đức Thầy còn viết thêm cái phần phụ đề Còn căn dặn chúng ta lúc rảnh diện thường coi cài giả Bởi vì thường thường thì Theo cái thói quen thì lúc rảnh rỗi Chúng ta thường xem phim à, Gọi là giải trí Rồi hoặc là hoặc giả làm cắt ong Thì lúc rảnh rỗi thì đánh cờ giải trí Nhưng mà thật chắc ra thì chúng ta làm như vậy Nó rối trí đâu phải là giải trí Phải không quý vị? Mình nói là giải trí Xem phim giải trí, coi bóng đá giải trí Đánh cờ giải trí Đánh bài tứ sắc giải trí dân dân nhưng mà thật ra những vấn đề đó nó làm chúng ta rối trí lúc đầu thì giải trí nhưng một lát thì có một sự hơn thua rồi mình tính toán cái đầu óc mình nó rối mình xem phim như vậy bị phim nó tác dụng à, cho nên thì thấy cái thằng giai chánh nó khổ quá rồi thấy thằng này nó ác tức quá thì lúc bây giờ chúng ta sanh cái phiền não có một sự phân biệt trong lòng chúng ta do đó cho nên vấn đề này là vấn đề rối trí không phải là giải trí tại sao lại chúng ta không dùng cái khái niệm giải trí là nghe một bài thuyết giảng để giải trí đọc một đoạn giảng là giải trí học thuộc lòng một bài kệ của đức thầy một câu giảng đức thầy để giải trí thì cái đó mới thật sự giải trí cho nên thường thường thì người đời lầm à, họ nói sai họ không hay họ nói là giải trí nhưng không ngờ những cái việc làm đó là nó rối trí à, cho nên đức thầy dạy chúng ta mới thật sự giải trí đây lúc đảm việc kinh thường coi kệ giảng thì đây mới là cái việc giải trí à, kính thưa đồng đạo đó là theo cái hiểu chúng tôi vì cho nên mình phải cố gắng nhớ ha, vấn đề này và cái quan trọng đức thầy luôn giữ gìn cái bản sắc văn hóa của giống dân hồng lạc tức là của dân tộc việt nam chúng ta bởi vì cũng dòng nam gì cũng màu da sao lại chê bê thối tục nhà phong ba phong quá lễ nghi trề nhúng bỏ gia phong tiết lễ choán nam gia mà đức thầy đã dạy cho nên nước thầy luôn kêu gọi chúng ta phải giữ gìn cái bản sắc văn hóa và đồng thời chúng ta loại bỏ những cái điều uh, rươm ra những cái vấn đề mà nó rơi vào chỗ gọi là dị đoan mê tín thái quá đó tức là nó quá mức rồi mà về chính vì cái sự thái quá đó chính vì sự di đoan mê tín đó mà nó ảnh hưởng nó làm cho cái đạo đức suy đồi tức là làm cho cái cái, cái 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 chương trình tu học làm cho cái đạo đức cái nhân phẩm của con người chúng ta nó đi xuống suy đồi lại, đi xuống à, chính vì đạo đức suy đồi chính vì đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa học thói mới lăn lòn theo sở dục mà đức thầy trao lời cùng Tôn táo chính vì lý do đó mà đức thầy ra đời mở đạo hận gắn sức ra công phiến dỗ dình thuần phong mỹ tục của đồng tiên tập ở ăn theo nết thánh hiền lòng tu tỉnh dòng phật tiên đối chí chính vì cái chỗ đó mà đức thầy phát ra đời mã đạo để đưa chúng ta đến cái chỗ gần với tiên với phật à, cho nên đức thầy luôn luôn kêu gọi chúng ta phải dẹp những điều dị đoan mê tính, bởi vì bỏ dị đoan mới thấy đạo màu bớt giả dối gặp người thượng cổ chúng ta phải thực hiện cái chương trình này thì có như vậy thì mình mới giữ gìn cái bản sắc văn hóa và cũng giữ gìn được cái đạo đức tâm linh của mỗi con người chúng ta trong cuộc sống đây là vấn đề một cái chương trình nó liên quan lớn đến cộng đồng chứ không đi đến đồ đạo phật giáo hòa hảo thì đây là cái lời phụ đề mà đức thầy căn nhận rất kỹ và cuối cùng thì đức thầy dạy bốn cái câu kệ tức là đạo pháp thường hay dung với hòa xét người cho tột xét thân ta nếu người đổ phận vui lòng thứ ta thứ được người người thứ ta vì thì bốn cái câu kệ này nó bổ vào cái chỗ gọi là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau cho con một cha thì rõ ràng khi mà chúng ta thực hiện được bốn câu kệ này là chúng ta đã thương yêu lắng nhau con một cha. Và hơn thế nữa bốn câu kệ này thể hiện được bốn chữ Phật giáo hòa hảo kính thưa đồng đạo Đạo pháp thường hay dung với hòa. Thì đây là thực hiện chữ hòa. Có nghĩa là hôm nay chúng ta bước vào đạo thì mình phải là khoan dung, phải hòa hiệp trong cách cư xử hàng ngày đối với mọi người, đối với xã hội, đối với cộng đồng thì ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng phải cư xử thế nào đó à, cho nó khoan dung cho nó hòa hợp bởi vì hôm nay chúng ta là người biết đạo, là người học Phật thì mình phải có một cái sự suy nghĩ sáng tạo nó khác với người thường, bởi vì mình là cái người tu thì lúc nào cũng phải khác người thường thì đó cái câu đầu tiên này đạo pháp thường hay Dung với hòa là chúng ta thấy thực hiện được cái chữ hòa rồi. Xét người cho tột xét thân ta thì đây là chữ hảo nè. Bởi vì một cái người mà khi mà muốn bắt lỗi người khác, muốn tìm hiểu người khác thì cái trước tiên hết thì xét mình trước gọi là tiên xử kỷ, hậu lai xử bị bắt lỗi người phải xét lỗi mình mà thầy dạy trong giác mê tâm kệ thì nếu như một cái người mà với một cái quan điểm đó thì tôi tin chắc người này rất là tốt bởi vì gần như người ta không thấy lỗi người mà người ta chỉ thấy lỗi mình bởi vì là là là, là, là xét người cho tội xét thân ta là phải nói rõ là mình khi muốn hiểu người đó muốn kết tội người đó thì chúng ta nên kết tội mình trước tức là bắt lỗi mình chứ xét lỗi người thì đây cũng là cái chân lý của pháp vũ đằng kinh của Đức Lục Tổ Quệ Năng và đặc biệt thì cái người nào mà thực hiện được các vấn đề này thì xin thưa là người đó tốt lắm đạt được chữ hảo tức là quả wow, hảo rồi nếu người đó phận vui lòng thứ ta thứ được người người thứ ta thì rõ ràng đây là cái đức tính từ bi hỷ xã bởi vì con người có tâm từ có tâm bi có tâm hỷ có tâm xã tức là có hiền lành có thương xót có buông xã có an vui thì con người này mới thực hiện được hai cái câu này nếu người đó phận vui lòng thứ tức là khi người ta đã hiểu được cái tội người ta ta biết được cái sai người ta thì mình không có lý do gì mà mình à, phải nói rõ là bảo thủ bất chấp mà chúng ta phải tha thứ hết tất cả cho nên phải có tâm tự tâm bi mới làm được cái điều này và hơn thế nữa thì đức thầy mới kết luận lại là ta thứ được người người thứ ta thì rõ ràng chỉ có từ bi hỷ xã chỉ có tâm phật à, chúng ta mới làm được điều đó cho nên thì tóm lại thì bốn câu kệ này à, tôi có nghiên cứu và mới khẳng định rằng đây là cái tông Đạo phật giáo hòa hảo chúng ta à, câu đầu chỉ hòa Câu thứ hai là chữ hảo và hai câu cuối là Phật dạy. Tức là tâm Phật, Phật giáo, Phật dạy, Phật dạy chúng ta như vậy phải có từ bi hỷ xã mới làm được điều đó. Thì do đó cho nên thì bốn cái câu kệ này thì nó rơi vào ở cái chỗ là cái tông Phật giáo hòa hảo chúng ta. Và thực hiện được bốn câu kệ này thì chúng ta mới đúng là một tín đồ à, đúng với cái nghĩa Phật giáo hòa hảo, tức là Phật dạy hòa thượng tốt đẹp. Thì cái thường đạo thì nó không hết. Như vậy thì trở lại tám điều đoan cấm. Như chúng tôi có nói ngay là nó đầu thì đây là giới luật của đạo. Một phần trong giới luật của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy viết 8 điều nhưng trong khi đó thì cái bài toán mà Đức Thầy dạy ông Trần Lý thì 8 điều này nhân ra tức là đến 1.000 điều thì tôi cũng đã có nói ngay ở cái 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 phần đầu tiên nè khi chúng ta có trình bày rồi. Như vậy thì hôm nay khi người tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mà chúng ta giữ trọn vẹn 8 điều trăng cấm thì hiện tại chúng ta là tín đồ Đức Thầy, được Đức Thầy công nhận và hơn thế nữa thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nếu thực hiện được 8 điều đăng cấm của Đức Thầy thì tôi tin chắc rằng trong đường tu của chúng ta mình sẽ được thành Phật ở ngay điều thứ 8, ngay ở chỗ gọi là Đại Bạch Ngu Sa như chúng tôi trình bày tức là một con xe trâu lớn, một con trâu trắng nó trang bị các yếu tố để hoàn toàn chúng ta có được một tinh thần khi chúng ta tự giác giác tha và đạt ở chỗ giác hành viên mãn là mình đã hoàn thành tam giác thì đương nhiên chúng ta thành Phật. Cho nên trong đời tu thì chúng tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta thì ở hoàn cảnh nào thì mình cũng phải cố gắng ghi nhớ cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải học, phải học thuộc lòng, phải ghi nhớ tám điều đoạn cấm vào lòng thì khi học thuộc lòng có ghi nhớ tất đề đăng cấm rồi thì chúng ta mới ứng xử được ứng xử được trong xã hội à, ngoài cái việc ghi nhớ ra thì chúng ta còn phải hiểu nghĩa nữa cái quan trọng hiểu nghĩa chứ nếu mà ghi nhớ mà chúng ta hiểu nghĩa nó sai lệch rồi thì chúng ta cũng không làm được điều gì đâu cho nên thì cái quan trọng là chúng ta ghi nhớ thì song song với bên cạnh đó thì mình hiểu nghĩa và mình làm theo thì có như vậy thì chúng ta mới hoàn mãn được cái công trình tu hành bồ tát hạnh nhất là cái giáo pháp học phật tu nhân đức thầy cho nên trình bày đến đây thì mình mới thấy được cái sự diệu dụng cái sự phải nói rõ là thực tế, cái tính thực tế, tính khoa học, tính dịu dụng của tám điều đoạn cấm để đưa hành giả đến chỗ hoàn toàn hoàn thành nhân đạo và đi đến chỗ hoàn toàn hiểu thông suốt ở suốt thế gian, ở thế gian và đến chỗ suốt thế gian và hoàn toàn chúng ta giải thoát, đắc được bồ tát hạnh, đắc được thượng thừa, hoàn toàn thành phật theo lời thầy đã dạy. thì từ đó thì đồng đạo chúng ta mới đặt trọn niềm tin mà mình thực hiện là đức thầy, cho nên đạo chúng ta không thấp như những cách nhìn khách quan bên ngoài cho nên trong tu nhân nhưng mà trong đó thì có một công năng đặc biệt đưa chúng ta thành Phật cho nên đồng đạo cũng phải cố gắng thực hiện nhất là tâm vị đoạn cấm thì chắc có lẽ rằng đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái phần tìm hiểu ý nghĩa qua cái bài lời phim bóng đỏ tám điều lời phim bóng đạo tám điều đăng cấm mà chúng tôi đã trình bày xuyên suốt năm kỳ thì thời gian cũng khá nhiều thì cũng mong rằng quý vị cũng theo dõi cái quan trọng là chúng tôi chia sẻ cái hiểu biết của mình để nhằm giúp cho tất cả đồng đạo chúng ta có đầy đủ điều kiện để chúng ta tu hành cũng như chúng tôi nhắc nhủ đến bản thân mình trong quá trình chia sẻ thì vừa nhắc cho quý vị cũng như vừa nhắc ở chính bản thân mình để chúng ta cùng tu cùng tiến thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã lắng nghe thì cũng cuối cùng thì kính chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon niệm Phật an lạc để chúng ta chất là sống ở trong chánh pháp và khi thức dậy hành động thì cái quan trọng là chúng ta thực hiện cho được điều tâm mình vừa chia sẻ thì chúng tôi cũng xin hết sức là kính cảm ơn các quý vị xin trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật